Ở New York xa xôi, có một chú chó tên Mark đang sống hạnh phúc với cô chủ nhỏ. Mark cảm thấy mình là chú chó may mắn nhất nước Mẽo. Hàng ngày hai người cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Mark rất yêu cô chủ và luôn buồn chán mỗi khi cô phải đi làm. Cô chó nhỏ này tên là Gigi, là hàng xóm của cậu. Trong khu họ còn có một đống người bạn khác. Mèo xám tranh kiểu Chloe, chó nhỏ tưng tưng Peppy, bấc đần thối Mèo. Ngoài ra còn có cả chim cá rùa chuột vân vân mây mây. Khi những người chủ vừa rời khỏi nhà, bọn chúng liền lộ bản chất, náo loạn và nghịch ngợm. Ví dụ như chú chó này, chủ vừa xoa đầu tạm biệt thì nó đã mở nhạc róc quậy té nhà. Như mọi khi mấy đứa bạn lại sang thăm Mark. Chú chuột lang này thì vẫn hàng ngày lang thang trong ống thoát khí để đi tìm nhà. Hôm nay cô chủ của Mark trở về cùng với một bất ngờ, Mark sẽ có thêm người bạn mới trong nhà. Chú chó này tên Đúc, không có nhà để ở nên được đón về đây. Mark chẳng vui tí nào khi giờ đây phải san sẻ tình cảm cô chủ cho con chó hoang này. Tới giờ đi ngủ, thấy giường của Mark trông có vẻ ấm cúng, Đúc xin được nằm cùng. Dù chú chó nhỏ không cho nhưng cậu cứ kệ miệng mà chiếm luôn. Mark bị bắt nạt liền tức tối tới mách cô chủ, muốn cô đuổi con chó này đi. Tất nhiên là không thể xảy ra chuyện này vì cô đâu hiểu được tiếng động vật. Đúc bên ngoài nghe lén được, cậu liền thách thức Mark có giỏi thì thử đuổi nó xem. Chú chó mất ngủ cả đêm vì bị chiếm hết tiện nghi. Sáng sớm cậu leo cầu thang đến gặp Chloe xin lời khuyên. Cô mèo bảo không nhanh làm gì đó thì mất địa bàn đến. Mark trở về nhà làm mình làm mẩy với cô chủ nhưng cô cũng phải đến giờ đi làm. Đúc háu ăn đang nhồm nhoàm trong bếp thì nó thấy chú chuột lang, cậu hét lên rồi lao đến đâm sầm vào tường. Làm lọ hoa trên bàn vô tình rơi vỡ tóe tung. Mark nảy ra ý tưởng muốn khiến cô chủ nghĩ Đúc là con chó quậy phá rồi sẽ tống cổ cậu ra ngoài. Thế là cậu cứ cố tình làm rơi đống đồ đạc trong nhà, Đúc thì cố gắng tới đỡ lại. Mark trở lại chiếm thế thượng phong trong nhà, đàn chó được dắt đi dạo ở công viên. Khi đến lượt Mark được mở khóa thì thanh niên lại hám gái bỏ đi mất. Mà cậu cũng kệ, Đúc bị cậu sai khiến này kia, bực tức quá liền quay lại chơi khăm Mark, đồng đội xung quanh thì không hay biết gì. Chó nâu dắt chó trắng chạy tung tăng khắp đường phố, rồi nó ném cậu thẳng vào thùng rác trong con ngách nhỏ. Đám mèo hoang đang ngủ phê thì bị làm phiền, mèo hồng ra solo võ mồm một tí. Thấy vòng cổ lấp lánh của Đúc liền nhanh tay ăn cắp rồi chạy đi. Nâu xù liền ra thế nghênh chiến, bố mày sợ đếch gì chúng mày. Hàng đống con mèo hoang dần xuất hiện ở phía sau, cả trên cả dưới cả trái cả phải. Đúc ra vẻ oai phong thêm một tí rồi hét lên xách DIT chạy thẳng, bỏ mặc Mark ngây thơ bơ vơ giữa dòng đời. Cậu chui vào thùng rác định trốn lăn đi nhưng bất thành, Mark vật vã bị hành từ trên xuống dưới. Con mèo hồng nhân cơ hội cũng lấy đi luôn dây vòng cổ của cậu. Trong lúc đó Đúc to bự lại chạy quay lại. Thì ra do không có dây cổ nên nhân viên an ninh nghĩ cậu là chó hoang, và theo quy định động vật vô gia cư đều phải bắt về trại thú hoang, tránh gây nguy hiểm cho con người và vật nuôi khác. Lũ mèo nhanh nhẹn nên trốn thoăn thoắt, hai chú chó này oan ức bị bắt lên xe chuồng. Thanh niên nhận dắt chó này thì vẫn mảy may không biết mình đang thiếu hai con chó, ung dung đếm xương xương rồi bỏ về. Đúc là chú chó được nhận nuôi từ trại, nếu cậu bị bắt về đó một lần nữa, có khả năng cao cậu sẽ bị tiêu hủy. Jijit khi này đang say mê xem phim tình cảm Hàn Quốc, cô nhớ tới Mark liền gọi hai thanh niên này để hỏi cậu đâu. Sau khi biết Crash mất tích, Jijit thơ mộng lao ra khỏi cửa sổ để đi cứu chàng. Nhưng nó đâu phải superwoman, may mắn rơi vào tấm thảm rồi lao đến phòng của Chloe. Một chú thỏ trắng nhỏ nhắn chui lên từ dưới lỗ cống, cảnh sát xuống định bắt nó. Vừa quay ra với đôi mắt to tròn long lanh, thỏ ra đã quay ngoắt 180 độ, lao đến tấn công anh thanh niên. Tuy nhỏ con nhưng lại khiến ông cảnh sát chấn thương khắp người. Hai đồng đội lợn và tắc kè cùng lao đến, chúng lên cướp lái tài xế, tắc kè liên tục thọc lưỡi vào mặt anh ta. Chiếc xe nghiêng ngả trao đảo, thỏ trắng bay vào trong xe muốn cứu đồng đội. Chính là con chó dữ này, thỏ ra gặm cà rốt tạo thành chìa khóa, thành công cứu Ripper ra ngoài. Giờ chiếc xe là do hai thanh niên hổ báo này lái. Do đó mới đi được thêm tí đoạn đường, xe cũng nhanh chóng lật nghèo rồi đâm sầm vào tường. Mark cùng Đúc cầu xin thỏ cứu lấy họ. Để được cái hội giang hồ này thu nhận, hai thanh niên phải giả vờ rất ghét con người và còn từng đấm đánh chủ nhân của mình. Bọn chúng cùng nhảy xuống cống để về tổ. Jijit thì vẫn chạy nhảy khắp nơi để đi tìm Mark. Nhưng thành phố rộng lớn này thì biết bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên có một con đại bàng ở trong chuồng đằng sau với gọi lấy cô chó nhỏ. Nó hứa sẽ giúp Jijit tìm được người thân nếu giải thoát cho nó khỏi cái chuồng. Chú chó ngây thơ hồn nhiên tiến vào rồi làm theo lời hướng dẫn của con chim. Bịt mặt vừa được gỡ xuống, chim ta vươn lên dũng mãnh rồi đuổi theo muốn đớp Jijit. Cô bé sợ quá chạy vãi chu bin, nhưng con chim không đi được xa vì nó vẫn còn bị xích. Nó lại tiếp tục diễn vẻ tội nghiệp đáng thương để dụ chó nhỏ cởi xích cho. Jijit nhận lời sẽ làm bạn thân với chú chim cô đơn nếu nó có thể tìm ra được Mark. Chim ta nghe sắp có bạn chơi cùng, cũng hí hửng không ăn thịt chó nữa. Nó liền bay lượn vào thành phố thám thính. Thỏ trắng dẫn lính mới cùng đồng bọn xuống cống rãnh hôi hám. Đến cửa căn cứ, một đàn rắn mắt đỏ yêu cầu nhập mật khẩu. Thỏ cái bang không nhớ được mật khẩu, cố tình tức giận cho chúng ăn hành xối xả vì không nhận ra boss. Rồi nó lại đặt lại mật khẩu mới cho căn cứ. Bước vào bên trong là thế giới ngầm của hội thú cưng điên loạn. Ở đây có đủ các loài muông thú như một hệ sinh thái thu nhỏ. Hai thanh niên phải introduce myself bằng cách kể chuyện đã sát hại chủ cũ như nào. Những con thú trong hội đều đã từng là vật nuôi của con người và bị họ bỏ rơi. Chúng có một mối thù siêu bự với loài người. Chim ưng quay về cùng với con mèo hồng. Không hiểu sao nó có thể tìm được đầu mối hay vậy. Mèo nhả chiếc vòng cổ của Mark ra, Jijit lao đến đấm tát tới tấp bắt nó khai Mark đang ở đâu. Trong khi đó Mark cùng Đúc ở dưới cống sắp phải nhận nghi lễ kết nạp hội bằng cách cho con mãng xà này cắn một miếng. Ngay khi nó chuẩn bị đớp Mark, đàn mèo trong ngõ ban nãy tiến vào. Chúng nhận ra hai chú chó, liền nói ra toàn bộ sự thật. Thỏ con tức giận muốn biến chúng thành bữa ăn cho mãng xà. Đúc chạy đến cắn đuôi con rắn, dùng nó quật hết kẻ thù trong đó có cả boss thỏ. Rắn đỏ bị buộc chặt vào cột nhà, rồi bị đống gạch ở trên đè phải. Nhưng vẫn còn một chồng gạch nữa, rồi đến cả mảng tường. Thân xa của hội bị nghèo, hai chú chó chạy trốn tìm đường thoát. Họ bị dồn đến đường cùng, phía dưới là bể chứa nước tổng hợp, đằng sau là đám côn đồ sát thủ. Cuối cùng Đúc vẫn quyết định nhảy xuống bể nước sâu. Cả hai trôi lênh đênh rồi thoát khỏi được ống cống, trôi ra biển lớn. Hai thanh niên thấy một con tàu bơi qua, Đúc tàu bự leo được lên trên, Mark bơi yếu hơn bị lực nước cản lại. Chó nâu ném phao ra cho Mark, cả hai cuối cùng cũng tạm thời an toàn. Vấn đề nan giải là con tàu đang đi về hướng ngược lại ngôi nhà yêu dấu, tiến về Brooklyn. Đám thú hoang vẫn chưa từ bỏ hy vọng, chúng liền lên kế hoạch đi tới Brooklyn. Jijit khi này đi kêu gọi đồng đội cùng đi cứu chó Mark. Ban đầu chúng có hơi lưỡng lự vì quen ăn sung mặc sướng, nhưng nghĩ tới điều Mark tốt bụng đã làm, họ cùng nhau đi tìm và giải cứu hàng xóm. Mel dùng cơ thể dài giúp cả đám leo lên một tòa nhà, nơi bữa tiệc của Pop đang diễn ra. Họ tới tìm Pop Networking để xin sự trợ giúp. Chú chó già dẫn cả đám đi con đường bí mật, nhờ cả lũ bồ câu hạ cánh xuống dùm. Chúng đi qua nhà dân, vào cả công trường xây dựng, rồi cùng trượt xuống đường ống đáp đất và cuối cùng và đi vào ống cống. Pops đi tới căn cứ của độc xà, là thanh niên rắn đỏ vừa bị nghèo lúc nãy. Lúc này bọn chúng đang làm đám tang tưởng nhớ nó. Thấy con thỏ đang hâm điên điên, chú chó già cả đoàn rời đi. Lúc này Jijit nghe thấy tên của Krat, cô mạnh miệng cấm con thỏ động đến sợi lông chó của cờ rớt. Thỏ con sai thuộc hạ đuổi bắt đám thú nuôi. May mắn là bọn chúng đều trốn thoát vào ống cống thành công, trừ con chuột ngu ngốc này. Hai thanh niên này sau khi cập được vào bờ, liền bị mùi thơm của xúc xích lôi cuốn đến nhà máy sản xuất. Chúng được ăn ngập mồm xúc xích như trong mơ. Thiên đường đầy xúc xích hot dog hiện ra trước mắt. Hai chú chó phê pha quên lối về. Đúc tâm sự tuổi hồng cùng bạn đồng hành. Thực chất chú cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc cùng người chủ cũ. Họ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc trong cuộc đời, cho đến một ngày Đúc vì ham mê bướm lạ mà đánh mất bản thân mình. Từ khi cậu bị cảnh sát bắt về trại thú hoang thì cậu không còn định về nhà nữa. Mark muốn giúp cậu tìm đường trở về nhà. Hai chú chó đi một lúc đã tìm được ngôi nhà xưa. Đúc hơi lo lắng một tí rồi cũng mạnh dạn vào xem thử. Họ gặp một con mèo ở ban công, nó nói ông chủ cũ đã mất và giờ ngôi nhà đã thuộc về người khác. Đúc sốc và đau lòng không tin vào tai mình, nó sủa đám người có ý định vào căn nhà. Mark cản cậu nhưng cả hai xảy ra tranh cãi mâu thuẫn. Chú chó nhỏ quyết định đi một mình, vừa quay đầu đi thì cậu bị cảnh sát chòng cổ. Đúc lao đến cứu người bạn, muốn cậu có thể được về nhà. Mark sợ hãi một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo chiếc xe của cảnh sát. Bọn thỏ cũng đã tới được đây, vô tình thấy Mark, liền đuổi theo bắt. Chiếc xe thắng gấp khiến cả đám đâm sầm vào, lợn xăm trổ cùng tắc kè bị nhân viên xuống bế lên xe. Thỏ buộc phải hợp tác cùng Mark để cứu đồng đội. Cả hai hợp lực lái hẳn xe bus để đuổi theo. Một cuộc đụng xe đã xảy ra nhưng lớn hơn lần trước, khiến thỏ con ngất luôn tại chỗ. Xe thú hoang lao luôn ra khỏi cầu, đàn em Snowball cũng đuổi đến chuẩn bị tẩn Mark một trận. Không có ai làm chứng được anh với thỏ đang cùng phe, nên bọn chúng dần dần tiến lại gần để xử trảm. Lúc này đàn thú nuôi của Jijit từ xa lao đến, cô chó cảnh nhỏ nhắn xinh xắn tung ra hàng loạt cung phu tẩn hết đám thú hoang một cách siêu ngầu, như một superwoman thực thụ. Mấy thanh niên trong xe cũng đã thoát được ra ngoài rồi leo lên các thanh xà ngang, ngoại trừ Đúc. Chiếc xe đang trong tình trạng treo lơ lửng vô cùng nguy hiểm. Mark cố gắng lấy chìa khóa, chiếc xe rơi xuống biển. Trong phút vào sinh ra tử, thỏ con lao xuống cùng chiếc chìa khóa, Mark mở cửa cho Đúc rồi cả ba cùng leo lên bờ. Muông thú cùng đi taxi trở về nhà, Mark tỏ tình Jijit. Đám thỏ cũng chuẩn bị chui xuống cống, một cô bé đi qua muốn nuôi cả đống bọn chúng. Lợn cá sấu thần lằn chui vội về nhà, bỏ Mark lại thỏ Snowball. Tưởng cứng rắn thế nào ấy mà được vuốt ve một tí thỏ ta đã mềm lòng rồi sa vào lòng con người. Đàn thú cưng lại quây quần cùng chủ, chuột lang cũng đã tìm được đường về nhà. Phần 1 đến đây là hết. Cuộc sống của những con pet nghịch ngợm này sẽ ra sao? Mời các bạn đến với phần 2 ngay sau đây nhé. Hai thanh niên Mark và Đúc hiện tại vẫn sống hạnh phúc cùng nhau với cô chủ nhỏ, nhưng ai rồi cũng va phải lưới tình, cô kết hôn và sinh con đẻ cái. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi đứa trẻ bắt đầu biết nói biết bò biết nghịch ngợm. Ban đầu Mark cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của Liam, nhưng dần dần mối quan hệ giữa Mark và cậu bé trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Cả ba cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Dù là người rất ghét trẻ con, nhưng Mark coi Liam là một ngoại lệ. Cậu rất yêu quý cậu chủ nhỏ, luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của Liam. Suy nghĩ về việc thế giới bên ngoài đáng sợ như thế nào đối với Liam, Mark bị ngứa và liên tục gãi ở cổ. Một ngày mới lại bắt đầu, mèo Chloe lại đi đánh thức chủ nhân. Thỏ Snowball giờ đây vẫn sống cuộc sống cưng chiều cùng cô chủ nhỏ. Từ một giang hồ cộm cán vùng underground, giờ đây đã biến thành siêu nhân với ý chí bảo vệ hòa bình nhân loại. Mark ra cầu thang tâm sự với người hàng xóm một tí, Khi này cậu mới biết rằng đứa trẻ con nào cũng sẽ cần đến lớp mẫu giáo. Mắc lại lên cơn lo lắng thái quá, cậu liền alo bộ đàm chim sẻ gọi đại bàng. Chuột lang đi theo dõi Liam trên phố, đến khi nghe chuột thông báo tình hình ổn, cậu mới an tâm được tí. Kitty thấy thú cưng gãi cổ liên tục, lừa mắc tới bệnh viện thú y, ở đây toàn mấy bệnh nhân kỳ dị. Đầu tiên là chú mèo xám thân thiện bắt chuyện với Mắc, trấn an cậu rằng bác sĩ thú y ở đây rất giỏi về chữa trị chứng rối loạn cư xử. Và rồi thì chú mèo bắt đầu nổi đóa cào cấu chủ. Lần lượt sau đó Mắc được gặp chú chuột hamster xám điên cuồng chạy bộ giảm cân, một chú chó nâu luôn phân vân rằng liệu mình có đủ ngoan, lại còn cả một cặp mèo sinh đôi có nụ cười vô cùng quái dị. Cậu giật mình rồi ngã lộn nhào xuống đất, kết quả là trở về nhà với cái mũ đeo cổ. Thứ này khiến Mắc không thể hoạt động được như bình thường. Đúc chạy đến thông báo bọn chúng sắp được đi chơi xa trên con xe tay ga, chó nhỏ mừng rỡ liền chạy xuống nhà Gigit để nhờ trông hộ con ong đồ chơi. Gigit cam đoan sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng. Trong khi cô mơ mộng những viễn cảnh yêu đương cùng cờ rớt, vô tình làm con ong rớt xuống cầu thang thoát hiểm, cuối cùng nó rơi thẳng vào một ngôi nhà bên dưới. Chó bông chuẩn bị rón rén lại gần, hai con mèo xuất hiện chơi với con ong, rồi ba rồi bốn rồi cả đống mèo ở đằng sau. Tiếng kêu của đồ chơi khiến một con hoảng sợ phá tan đồ đạc, nhưng bọn chúng vẫn lao đến giằng nhau món đồ chơi lạ. Bà cụ thì vẫn xem tivi không biết gì. Gigi trốn một bên chưa biết phải làm gì. Cô liền chạy tới tìm mèo Chloe, muốn được chỉ giáo cách làm mèo. Chloe đeo cho Gigi một cái bờm tai mèo màu hồng, rồi bắt đầu vào bài học ứng xử. Đầu tiên là không được chạy theo bóng, tiếp đến là nhảy tiếp đất nhẹ nhàng rồi phải ăn thịt chim, tất nhiên chỉ là ăn giả. Hất cốc nước vào laptop một cách hư hỏng. Cuối cùng Gigi cũng hoàn thành khóa học giả làm mèo méo mèo mèo mèo. Hôm nay chú chó nhỏ Daisy này đến tìm siêu nhân Snowball giúp đỡ. Chuyện là cô đã thấy một chú hổ trắng bị nhốt trong lồng xiếc trong chuyến kỳ nghỉ. Sau khi đáp sân bay, nó thấy hổ ta bị bắt lên xe giạp xiếc cùng với ông chủ phù thủy độc ác. Thỏ anh hùng liền xách DIT đi luôn. Còn về phía bên Mắc, đến ngày đi chơi, bọn trẻ phấn khích khi được đi xe ô tô. Họ tới một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô sau mấy tiếng đi xe mệt mỏi. Bác nông dân xếp nhiệt liệt ra chào đón gia đình nhỏ tới nông trại của mình. Hai chú chó thích thú khi thấy những con vật trong nông trại. Một con gà tây từ đâu ra chạy đuổi dí Mắc. Chú chó này kêu lên một tiếng, ngay lập tức các con vật đều lặng lẽ ngoan ngoãn. Đến bữa tối mọi người cùng quây quần ăn uống ngoài trời. Đúc cùng Mắc chạy nhảy chơi đùa với đom đóm. Không may cậu cắn trúng một con. Mắc đến chậu nước gần đó để uống, nhưng nó là của Rooster. Chú ta thấy nhóc Liam bị tấm rào quây quanh, không đồng tình cách nuôi trẻ này. Cuộc đời phải có những va vấp mới có thể trưởng thành rắn giỏi. Dù vậy Mắc vẫn không đồng tình với quan điểm này. Hai chú chó không được vào trong nhà, đêm nằm lo lắng an toàn cho Liam mãi không ngủ được, phải đi ngó ngó tí mới an tâm. Tiếng động vật bên ngoài làm cậu dùng hết mình. Một con cáo lấp ló trong bụi cây đang thèm thịt chó. Nó lao tới ngay trước mặt Mắc. Chó chăn cừu chạy như bay tới đuổi con cáo đi. Snowball chở Daisy đến rạp xiếc kia, xuống xe cũng không quên lấy thùng các tông đậy lại. Chúng trà trộn vào bên trong, chú hổ đáng thương đang bị thằng chủ huấn luyện bằng bạo lực. Dạy mãi nó vẫn không chịu diễn, hắn nhốt tiếp cậu vào trong lồng, rồi cho bầy chó sói canh giữ. Daisy tiến đến an ủi không sao đâu có chị mày ở đây rồi. Lũ sói bắt đầu nhe năng gừ gừ, chó nhỏ kệ mẹ lao đến thoăn thoắt khiến cả đám bị trói vào nhau. Một con thoát được xích, liền đuổi dí theo thỏ Snowball. Thỏ con chạy té khói, Daisy mang theo chìa khóa chạy đến cứu được cậu một kiếp. Cuối cùng người nhờ cứu lại phải đi cứu siêu nhân xanh và hổ trắng được giải cứu thành công. Giờ lại có một vấn đề khác, đó là tìm nhà cho chú hổ. Thỏ ta tìm ngay đến nhà chó già Pops. Pops đang mở lớp dạy mấy chú cún con cách đè đầu cưỡi cổ chủ nhân. Thấy con mèo to xác trong nhà, nó hoảng hốt muốn đuổi đi ngay. Lũ cún nhỏ lại thích người bạn mới vô cùng, chúng thực hành luôn kiến thức vừa học, dùng đôi mắt long lanh để xin Pops cho hổ ở lại. Não hết cả lòng, chó già đành cho nó ở lại một đêm. Tên chủ rạp xiếc mất con hổ quý, rồi hết cả người lên vì lũ vô dụng. Vô tình một con sói tìm được một bông hoa nhỏ của Daisy. Hắn liền ra lệnh bằng mọi giá lũ sói phải mang được con hổ về, nếu không cả rạp sẽ được ăn lẩu thịt sói. Gigi bên này chuẩn bị xông vào trận địa ổ mèo để lấy con ong đồ chơi. Sau khi được bà cụ công nhận là mèo, nó dõng dạc hiên ngang đi vào nhà. Đảo mắt một tí, chó nhỏ tìm thấy con ong ở trên nóc ổ mèo. Nó nhẹ nhàng đi lên, trên này là con mèo siêu bự đang ôm lấy quả bóng. Gigi dù có hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đến giành lấy. Con mèo bự giật mình tỉnh dậy, nhe nanh giơ vuốt ra khè chó sủ. Gigi liền gọi chuột lang tác chiến, nó dùng tia laser đánh lạc hướng con mèo. Mèo ta không cẩn thận rớt luôn xuống đất, đồ chơi cũng vô tình rớt xuống theo. Nó liền kêu gọi 500 anh em tới bắt con chó. Gigi đổi sang kế hoạch B, chuột lang giúp chó thể hiện có thể bắt được tia laser. Điều là lũ mèo xưa nay chưa ai có thể làm được. Đám mèo kinh ngạc ngưỡng mộ vô cùng, có con ngất cả ra. Gigi tranh xả lao xuống robot hút bụi, bước đi hiên ngang như một nữ hoàng. Lũ mèo cùng cúi đầu tôn sùng nó. Phía bên hai chú chó này, chứng kiến cảnh Rooster quản nông trại thoăn thoắt, Đúc đem lòng ngưỡng mộ. Mắc vì có tí thành kiến với nó nên không vui vẻ gì lắm. Thấy một con lợn bị sổng chuồng, nó muốn thể hiện bản thân nên thử sức ra đuổi lợn về, nhưng làm cách nào cũng không ăn thua. Nghe lời Đúc xúi dại, Mắc cắn luôn vào đuôi con lợn. Lợn ta giật mình đau đớn quay vòng vòng rồi hất chú chó ra xa. Chó làm sập hàng rào của chuồng cừu, khiến cả đàn lọt ra ngoài. Router chạy đến lùa chúng về nhưng vẫn thiếu mất một con. Chú bắt mắc phải chịu trách nhiệm đi tìm cừu nhỏ cùng mình. Do không quen sinh tồn trong rừng, chó nhỏ liên tục gặp khó khăn để đuổi kịp Rooster. Chúng nghe theo tiếng kêu chạy đến một vách đá. Cừu con đang ung dung ăn quả trên cành cây treo leo. Chó chăn cừu bắt mắc phải xuống cứu con cừu. Chú dạy cậu cách khống chế sự sợ hãi. Mắc hít hơi thở sâu leo xuống gốc cây. Cừu non đang bị kẹt chân nên không di chuyển được. Mắc leo lên cây, cây bật gốc đổ nhào về phía trước. Cậu gặm lấy đuôi nó rồi nhanh chóng ném nó sang vách đá. Cái cây dần đổ xuống vực, Mắc cũng thành công thoát khỏi. Chú chó cố đẩy cừu non lên trước, nhưng bản thân lại càng ngày càng đi xuống. Giây phút sinh tử, Rooster đã nhanh nhẹn gặm được và cứu cậu lên. Cả ba bình yên trở về nhà. Bọn sói đen lúc này đã đánh hơi được nơi Daisy ở. Chúng lao đến đuổi bắt cô nàng. Chó nhỏ trốn vào một con chó lông bự khác, nhưng cũng nhanh chóng bị phát hiện. Nó dùng chiêu dương đông kích tây kịp thời chạy thoát. Hổ trắng thì bị chó già trả về nhà thỏ con. Snowball không còn cách nào khác, nhét tạm nó vào nhà của Mark. Mark giờ đây dần cảm tình với Rooster, cả hai trở thành bằng hữu khó quên. Ngày hôm sau gia đình Katie phải trở về thành phố, chó chăn cừu lén tặng cậu cái khăn choàng của mình. Mark đeo nó vui vẻ đi về nhà, thấy có người về nhà. Hổ cũng biết ý đi trốn vào trong tủ quần áo của Liam. Đợi cả nhà ngủ say, thỏ con dắt hổ đi ra ngoài. Mark trông thấy liền hỏi tội con thỏ mất nết. Hai người kể hoàn cảnh hiện tại. Lúc này đàn sói đen đã đuổi kịp đến tòa nhà. Mark không còn sợ hãi như trước, lao xuống sủa bỏ sói. Nhưng chúng quá đông và còn đi cùng chủ, cậu bị văng vào hố bên cạnh. Snowball dắt hổ lên tầng thượng chạy trốn, đụng phải con khỉ cưng của tên chủ. Đàn sói cũng đã leo lên đến đây dồn hổ vào một góc. Tên độc ác liền bắn súng gây mê, rồi bắt cả hổ cả chó chuẩn bị đi di cư. Mark cùng Snowball dùng xe đồ chơi đuổi theo, cùng với đó chúng liền bộ đàm cho Gigit nhờ sự trợ giúp. Cô chỉ huy 500 anh em mèo cùng đi thực hiện nhiệm vụ. Bà cụ lái xe tổ lái phi như bay, con tàu của đoàn xiếc cũng bắt đầu di chuyển. Mark cùng thỏ leo được lên tàu, đám sói cũng đã đánh hơi được bọn chúng. Snowball vô tình rơi xuống một toa tàu, lại đúng nơi Daisy đang bị giam giữ. Con khỉ này tung ra 6 mũi dao phi về thỏ con. Với kỹ năng oánh nhau hồi xưa, cậu không những né được hết mà còn phi trúng một tên vào con khỉ, rồi lao đến đạp thẳng mặt nó. Hai người cùng solo trên võ đài. Thỏ tung quyền liên tục hạ gục khỉ nhưng lại bị nó chơi xấu một phát. Khỉ ta lôi lửa ra chơi đùa khiến thỏ chạy sấp mặt, nó đốt luôn quả pháo. May mắn Daisy thoát ra được, Snowball chưa biết nên vẫn cố gắng dập tắt lửa. Chú chó quay đầu pháo về phía con khỉ rồi đá phăng nó vào trong, thỏ liền ngửa pháo lên trời khiến nó bay thẳng lên trời. Mark thành công tiêu diệt hết đám sói già, cậu cũng đã tìm thấy hổ trắng. Khỉ trên trời lao xuống đâm thẳng vào Mark, khiến cả hai rơi ra khỏi tàu. Mark nhanh chóng đi vào cánh rừng để lên được tàu. Cậu dùng hết sức bình sinh đập vỡ cửa kính lao vào buồng lái. Nó cắn tên cầm trùng một cái, Snowball và Daisy thấy vậy cũng lao vào đấm đá. Hổ thấy chơi đùa vui quá cũng lao vào ôm hôn. Tàu trưởng liền cho dừng lại, bọn chúng thành công đánh bại được tên xấu xa. Đám thú chuẩn bị rời đi thì dây xích của hổ đã giữ lại, hắn giơ súng lên đe dọa cả đám. Nhưng chưa nói hết câu đã bị xe của Gigit lao tới đâm bay người. Cả xe lại cùng lái về thành phố, mọi chuyện lại quay về như cũ. Hổ sống vui vẻ cùng anh em trong khu và bà lão. Mark bỏ tính lo lắng thái quá rồi vui vẻ tiễn cậu chủ Liam tới trường mẫu giáo. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.